Bởi vì nếu như bạn muốn một ngày nào đó là khi bạn thăng thiên, bạn về với lại tổ tiên, về với lại đấng tối cao, mà cái doanh nghiệp của bạn nó vẫn phải tiếp tục là gì? Là nó vẫn phải tiếp tục là phát triển và tăng trưởng, như vậy mới gọi là bền vững. Nếu tôi ví một doanh nghiệp nó giống như là một cái máy bay ấy, thì để bay cao, bay xa và bay bền thì nó phải có cả hai cánh. Và cánh thứ nhất đó là gì ạ? Đó là cánh thương hiệu. Ngày đó, cái thời kỳ mà 10 năm đầu tiên đó là cái thời kỳ mà mọi các cái đơn hàng, mọi hợp đồng đều chỉ duy nhất là anh trai tôi mang về. Không có ai có thể mang về hợp đồng được. Những cái giai đoạn đầu tiên của doanh nghiệp khởi nghiệp thì thường là gì? Là ông chủ là người mang đơn hàng về. Và người ta mua sản phẩm hay dịch vụ của công ty đấy là mua bởi vì cái niềm tin đối với ông chủ. Tức là dựa trên cái nhân hiệu của ông chủ. Là khi ông Năm xuất hiện thì người ta tin tưởng. Còn tên công ty của ông là gì tôi không cần quan tâm. Thế thì tôi lại nói với các bạn là gì? Vậy tôi bảo là anh ạ, à, để anh thoát khỏi được cái việc mà người ta lệ mua mua chỉ vì anh ấy, thì phải xây dựng thương hiệu. Phải xây dựng thương hiệu. Bởi vì sao? Bởi vì năm 1997, lúc đó tôi vào trong Sài Gòn, bởi vì tôi phải học ở một năm ở trong Sài Gòn trước khi tôi sang Thái Lan. Thì lúc đó là đất nước chúng ta mở cửa cũng được khoảng tầm là 7 năm, đúng không? Năm 1991, năm 89 thì chúng ta bắt mở cửa, thì được khoảng gần chục năm rồi. Thì khi mà chúng ta mở cửa thì rất nhiều các công ty phương Tây vào, trong đó có cả công ty Mỹ, rồi công ty châu Âu, rồi công ty Nhật Bản vào Việt Nam chúng ta. Thì trong đó có công ty Nike. Công ty Nike là công ty chuyên về đồ thể thao. Đó. Thế thì năm đấy tôi thấy một cái điều này mà tôi rất ngạc nhiên. Một cái áo thể thao của Nike, nó đóng cái mác, nó đóng cái mác này vào. Mác, mác này là mác của Nike. Vào cái áo mà người ta đặt gia công của một công ty Việt. Đó. Vẫn cái áo đó của Việt Nam chúng ta không có thương hiệu Nike. Thì bán lúc đó trên thị trường khoảng hơn 100 nghìn vào thời điểm năm 1997. Nhưng khi mà vẫn cái áo như vậy, vẫn chất liệu như vậy, nhưng mà nó chỉ thay đổi một chút thiết kế đi thôi. Và đồng thời cho thêm cái gì ạ? Cái logo, cái dấu tích của Nike, của cái chữ Nike đấy. Giá bán bao nhiêu bạn biết không ạ? Bạn đoán cho bao nhiêu không ạ? Bao nhiêu? Anh ấy nói 500, anh ấy nói 1 triệu. Vâng, thì thưa các bạn là gì? Giá của nó là hơn 900.000 đồng, gần 1 triệu đồng. Như vậy gấp tới 9 lần. Gấp tới 9 lần. Và điều đó tôi mới bảo, wow, nó nảy sinh cho tôi rằng là như vậy là thương hiệu nó chính là tài sản. Đúng không? Và chả ai biết được ông chủ Nike là ai cả. Chả ai biết được là ai là chủ của Nike. Người ta chỉ mua là vì sao? Chỉ vì cái thương hiệu Nike là rồi. Thế và thưa các bạn, chính vì vậy cho nên là đến bây giờ các bạn biết đây này, Amakao của chúng tôi, thương hiệu 3A này là một trong thương hiệu của chúng tôi, và bây giờ bán được khoảng tầm gần 4 triệu chai mà không ai biết được, ít người biết được là cái này là của chúng tôi. Đó, mà chỉ biết rằng là trên thị trường nó có cái thương hiệu này. Thế rồi hay là cống bê tông Amakao của chúng tôi bây giờ là số 1 trên thị trường. Rồi ống nhựa Orobay của chúng tôi là top 3 trên thị trường. Đó. Hay là thương hiệu Success Business này cũng là một thương hiệu là nhóm đầu của thị trường về giáo dục tích cực, đó, phát triển bản thân và phát triển kinh doanh. Thế rồi là rất nhiều thương hiệu của chúng tôi như là thương hiệu Volta, 5 năm vừa rồi thương hiệu Volta của chúng tôi thì là gì, phát triển cực thịnh, và bây giờ doanh số của chúng tôi nó cũng lên đến khoảng tầm là gần 300 tỷ chỉ sau có 3 năm. Vậy đâu là cái để chúng tôi có thể là gì không lệ thuộc vào ông Năm nữa, không lệ thuộc vào ông Nhật nữa? Đó chính là gì các bạn? Thương hiệu. Nếu như bạn mà muốn để công ty của bạn bền vững, không lệ thuộc vào ông chủ, không phụ thuộc vào cá nhân, không phụ thuộc vào cái việc là gì một vài cá nhân. Có thể một số các anh chị bán hàng giỏi mắc cái bệnh sao bảo là không phải là em đố thằng nào mà bán được đấy. Có nghe quen quen không? Phải là em. Cái đấy là công của em. Đó, thì lúc đó là bạn có vấn đề.
Lúc đó là bạn sẽ bị người ta treo một cái dây ở đây này, thích thiết lúc nào thì người ta thiết. Hay là bạn bị ông chủ lại bị kiểu dạng một cái vòng kim cô. Thế là đầu bạn bắt đầu đau, đúng không? Nó chỉ cần hắt hơi sổ mũi thôi. Nó chỉ cần làm cái nào đấy mà là nó cáu lên một cái, giận ông chủ một cái là ông chủ cũng là gì, toát mồ hôi. Yes or yes? Đừng bao giờ để như vậy. Vậy muốn không để như vậy thì bạn phải làm gì? Làm thương hiệu. Bạn phải xây thương hiệu, bạn phải dựng thương hiệu. Và một điều tuyệt vời các bạn ạ, nó không chỉ là không lệ thuộc ông chủ, mà nó còn giúp cho cái giá của chúng ta làm sao bán rất cao. Bởi vì nếu như bạn muốn một ngày nào đó là khi bạn thăng thiên, đúng không? Bạn về với lại tổ tiên, về với lại đứng đứng cao, mà cái doanh nghiệp của bạn nó vẫn phải tiếp tục là gì? Là nó vẫn phải tiếp tục là phát triển và tăng trưởng, như vậy mới gọi là bền vững. Ok, vậy thì đầu tiên là bạn phải làm thương hiệu.